Hôm nay mình luộc ốc với lá sả các bạn. Nhiều bạn hỏi mình ngoài chợ mua lá sả chỗ nào, vì ngoài chợ không thấy bán. Thì mình xin thưa, lá sả này là ở nhà trồng nha. Ở nhà mình trồng vài bụi sả thì sẽ có lá sả rất hữu ích các bạn. Có thể làm một cái nồi xông để giải cảm hoặc là để luộc ốc, cũng rất là thơm nha các bạn. GPS Garden cùng nhau trải nghiệm. Bật like, subscribe để tiện theo dõi. Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mời các anh chị và các bạn cùng với mình đi trồng sả với 3 cách trồng, tỷ lệ sống 100% và rất đơn giản. 3 cách đó là trồng với nước, với cát và với đất. Ở đây mình có sả mình mua ở ngoài chợ nha các bạn. Đây là những cái tép sả mình mua ngoài chợ về. Mời các bạn xem hết video để xem mình thực hiện 3 cách trồng sả, tỷ lệ sống 100%, hiệu quả và đơn giản như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn. Sau khi mình trồng xong vào ly nước, ly đất và ly cát thì mình sẽ để trong mát vài hôm nha các bạn. Sau khi trồng theo 3 cách, mình thấy trồng trong cát là rễ ra mạnh nhất nha các bạn. Và các bạn có thể chọn theo cách nào cũng được nha. Sau khi ra rễ thì mình sẽ trồng ra ngoài đất nha các bạn. Ở đây mình có trồng vào một cái chậu nhựa để các bạn hình dung được ha. Ngoài ra mình cũng có trồng ngoài đất và trồng trong các chậu nhựa như thế này nha các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nha. Cây sả là cây ưa nước và ưa nắng nha các bạn. Đất của mình trồng rất là tơi xốp nha. Đất này mình mua ở các cửa hàng các bạn.
Các bạn trộn làm sao để đất của mình thiệt là tơi xốp và tưới nước giữ ẩm hàng ngày nha các bạn. Đất tơi xốp thì cây sẽ dễ phát triển và nhanh nhảy con nha các bạn. Như vậy thì bụi xả của mình sẽ mau nở bụi và lớn nhanh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cắt lá xả các bạn. Cắt lá xả như vậy thì giúp cho phần thân của mình sẽ phát triển hơn và trong cái bụi xả của mình sẽ gọn gàng hơn nha các bạn. Phần lá cắt này mình có thể nấu nồi xong để giải cảm hoặc để luộc ốc, luộc hải sản cũng rất là thơm nha các bạn. Ở đây mình cũng trồng xả ngoài đất nha các bạn. Tùy điều kiện, các bạn có thể trồng trong chậu hoặc trồng ngoài đất nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, xin hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng xem nha các bạn. Xin cảm ơn.